Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên làm một video để test cho anh Phong ở bên Đông Anh, Hà Nội. Một cặp chép kèn 750. Anh mua cặp chép kèn 750 JBL này về để làm sự kiện. Hôm nay Tùng Nguyên test nhanh cho anh và giới thiệu qua sản phẩm để cho anh hiểu luôn. Chép kèn 750 đấy ạ. Con này là mặt nhựa nha các bác nhá, nhưng con này là hàng đẹp. Đấy, mặt con này mặt nhựa thôi nhưng hàng của nó rất là đẹp vì các cái bộ kẹp tê và kẹp lỗ nó rất dày ạ. Con này là thuộc hệ mặt vít ạ. 4 vít và cái đường đen đây là đường mút để nó chống rung nhé. Mặt nó thép trắng. Đấy, bây giờ Tùng Nguyễn sẽ ngửa lên để test nhạc cho anh Phong. Anh ở ngay cùng tỉnh Hà Nội với Tùng Nguyễn ở bên Đông Anh. Bây giờ các bác cùng nghe chữ âm của dòng tép này nhé. Ai đã quên trao người thời chiến tranh, đoàn anh hùng sáng sớm trái tim nàng trao về một bóng hình, một người nên chiến đánh giặc tiên nhiên, nên trận chân thành, nên trận trung tình, đời hồng nhan ai có biết cho anh Phong ở đây. Anh rất yên tâm khi nhận hàng của Tùng Nguyễn cặp chép kèn JBL 750. Cặp chép kèn 750 đi làm sự kiện tiếng quá hay và mềm. Đấy, tiếng tép rất là mềm. Tùng Nguyễn xin dừng video ở đây. Anh Phong sẽ được nhận hàng trong 2 hôm nữa ở bên Đông Anh, nhưng mà bây giờ bưu điện thì hàng Tết thì nó hơi chậm thì anh đợi hàng cho em 2 hôm nhá. Đấy là dự tính 2 hôm, không thì có thể là hôm trước hôm sau là nhận được, quá lắm thì 2 hôm ạ. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả anh em đã theo dõi video và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn.